từ thủ đô Washington với luật sư Trưởng Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức quốc tế, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa đương kim tổng thống Joe Biden và đương kim tổng thống nước Cộng hòa Pháp Macron. Có thể nói là từ sau cái vụ đổ bể việc tàu ngầm của Úc thì quan hệ giữa Pháp và Mỹ rất căng thẳng. Có thể nói là hai bên không bằng mặt và cũng không bằng lòng. Và nước Pháp đã lên tiếng chê trách nước Mỹ, Úc, Anh là những nước đâm sau lưng Pháp, đâm sau lưng đồng minh. Xin thưa quý vị là như vậy. Họ là những kẻ mà ăn giật hợp đồng. Hợp đồng đây là hợp đồng béo bở về việc mà đóng và bán cho Úc 12 chiếc tàu ngầm trị giá lên tới 66 tỷ đô la, thưa quý vị. Thì có thể nói đó là câu chuyện một chiều của phía Pháp, nhưng mà trên thực tế thì hoàn toàn không diễn ra như thế, thưa quý vị. Nước Pháp tìm cách đổ lỗi cho khách hàng của mình là nước Úc. Thì qua cái chuyến viếng thăm đặc biệt đến nước Ý, thăm Vatican, thăm Đức Giáo Hoàng Francis và tham dự hội nghị G20, thì đã có cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa đương kim tổng thống Joe Biden và tổng thống Emmanuel Macron. Thì thông qua cuộc gặp gỡ này, hai quốc gia đã làm lành với nhau, và bên phía tổng thống Joe Biden đã ngỏ lời và tỏ vẻ hối hận là đã hành xử một cách vụng về. Nói chung ông dùng cái chữ gọi là clumsy và cho biết rằng lấy làm tiếc là không hiểu rõ cái câu chuyện và có cái sự hiểu lầm giữa nước Mỹ và nước Pháp, thưa quý vị. Và sau đó thì tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhanh chóng coi như xí xóa và coi như là hòa giải một cách hoàn toàn và nở nụ cười thân thiện với tổng thống Joe Biden như quý vị thấy trên màn hình. Và tổng thống Joe Biden tiếp tục cam kết và coi nước Pháp là một đồng minh quan trọng lâu đời, tin cậy, thưa quý vị. Nói chung là đầy những ngôn ngữ ngoại giao, nhưng mà qua cái cú bắt tay lịch sử này thì có thể nói là hai quốc gia đã khép lại một cái chương gọi là không bằng mặt và không bằng lòng về vụ bán tàu ngầm nguyên tử, hay còn gọi là hớp tay trên thương vụ béo bở tàu ngầm nguyên tử cho nước Úc, thưa quý vị. Thì ở đây chúng tôi xin nói rằng là câu chuyện nó khá dài, nhưng mà chính nước Pháp là cái quốc gia mà đã coi như hẹn lần hẹn lứa rồi đổi giá lên càng ngày càng gia tăng, khiến cho khách hàng Úc chán nản buộc lòng phải đi kiếm và mua nguồn khác, thưa quý vị. Thì câu chuyện bắt đầu vào năm 2015 khi mà nước Úc bắt đầu muốn tân trang và muốn bổ sung cho lực lượng hải quân của Úc một loại tàu ngầm, mà lúc đó thì nước Úc chưa biết loại tàu ngầm nào, thưa quý vị. Trong biên chế hải quân nước Úc thì có 6 chiếc tàu ngầm lớp Collins do nước Úc tự đóng, và có thể nói rằng với cái lượng tải trọng giãn nước là 3.000 tấn. Thì nước Úc muốn chi mạnh tay và muốn có thể nói rằng bổ sung một cái lớp tàu ngầm loại tấn công hiện đại và có khả năng là chống ngầm, chống tàu mặt nước và có khả năng là tấn công trên mặt đất, được thưa quý vị. Nói chung là một lớp tàu ngầm tấn công đa năng, đa nhiệm, hành trình dài trên biển và mang đủ loại vũ khí khác nhau. Thì có thể nói đó là cái ước mơ và cái điều kiện đặt ra cho
các đối tác nếu mà muốn chế tạo tàu ngầm để mà bán cho Úc rồi quý vị. Thì nước Úc cũng khá mơ hồ về cái loại tàu ngầm như thế, cũng không định danh và định rõ là loại tàu nào. Nước Pháp thì có 3 loại tàu ngầm: loại Scorpion, loại Astute và loại Barracuda, tức là tàu ngầm tấn công hạt nhân. Và lượng tải trọng giãn nước là 5.300 tấn. Xin thưa quý vị là có khả năng mang tên lửa đầu đạn hạt nhân. Thì có thể nói và giải thích cho quý vị khán thính giả khắp đời hiểu rằng là tàu ngầm có rất nhiều loại trên thế giới. Tàu ngầm loại lớn nhất là tàu ngầm có khả năng mang tên lửa đạn đạo, đầu đạn hạt nhân. Và thường thì tải trọng của nó rất lớn, trên 7.000 tấn thưa quý vị. Xin thưa là như vậy. Thậm chí có những tàu ngầm lên tới 10.000 tấn hoặc lên tới 28.000 tấn lượng giãn nước. Cái lý do nó phải to lớn là vì nó muốn có khả năng chở theo những tên lửa đầu đạn hạt nhân, tên lửa đạn đạo có cái kích thước rất lớn thưa quý vị. Và khi nó phóng đi thì nó tạo một cái sức chấn động rất lớn. Nếu mà cái tàu quá nhỏ thì có thể chìm tàu khi mà cái sức phản lực đẩy từ tên lửa dội ngược lại trên áp lực của tàu. Thì có thể nói là hầu hết và chắc chắn là tất cả những tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân đều phải trên 7.000 tấn. Trừ một vài trường hợp như nước Pháp thì cố tình thu nhỏ lại còn 5.300 tấn thôi quý vị. Nhưng mà cũng rất là gọi là không đầy đủ năng lực tác chiến như những tàu ngầm lớn của các quốc gia khác như nước Mỹ, như nước Nga, như Trung Quốc. Thì có thể nói rằng nước Úc với cái ý định như thế thì có những tập đoàn chào hàng, nhưng mà cuối cùng thì nước Úc tin tưởng là nước Pháp là một đồng minh và là một cường quốc thưa quý vị. Nhưng mà thật ra thì đây là một cái bài toán hết sức khó khăn cho nước Pháp và có thể cũng không thể giải được vì cái vấn đề đặc thù về thiết kế tàu ngầm thưa quý vị. Thì nước Pháp khi mà đấu thầu thì chào giá với cái giá là 31 tỷ đô la cho 12 chiếc tàu ngầm. Và có thể nói rằng cái giá này khá thấp thưa quý vị và có vẻ hời. Nhưng mà càng đi sâu vào cái hợp đồng này thì nước Pháp càng tá hỏa và nước Úc thì cũng càng lúc càng tá hỏa thưa quý vị. Và sau 6 năm thì chẳng có chiếc tàu ngầm nào được ra đời, thậm chí đóng kỳ cũng không có, mà chỉ lanh quanh trên những bản vẽ, những tờ giấy lộn thưa quý vị. Xin thưa là như vậy. Thì tập đoàn Naval Group là tập đoàn đóng tàu lớn nhất ở Pháp, nhận trách nhiệm từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp là Le Brian, là cái người rất tích cực giành giật cái hợp đồng này cho nước Pháp. Thì như tôi có nói là nước Úc yêu cầu là phải vừa chống ngầm, tức là phóng ngư lôi, đem theo các loại ngư lôi, vừa phải phóng các tên lửa để mà đối hạm và vừa phóng các tên lửa tấn công mặt đất sâu vào lãnh thổ của đối phương thưa quý vị, và phải có khả năng lặn sâu và đi hành trình dài ngày trên biển, ít nhất là trên 6 tháng thưa quý vị. Nói chung nước Úc khá mơ hồ đưa ra một cái điều kiện tương tự như một tàu ngầm nguyên tử hay một tàu ngầm mang lò phản ứng hạt nhân, nhưng mà không nói ra thưa quý vị. Còn những loại tàu ngầm lớp như là chạy bằng động cơ diesel, bình ắc quy thì tải trọng giãn nước chỉ tầm 3-4.000 tấn thưa quý vị, khá nhỏ so với những tàu ngầm hạt nhân có chiều dài lên tới trên 105 mét. Thì có thể nói rằng tập đoàn Naval Group cũng đã thấy cái sự khó khăn
khi mà nhận cái hợp đồng này tưởng rằng là béo bở, nhưng mà khi tính toán lại thì bắt đầu lèn èn về vấn đề tiền bạc và đổi giá lên, đổi giá nhiều lần, riết lên tới 66 tỷ đô la luôn thưa quý vị. Mà thực chất thì tập đoàn Naval Group với những sự thiết kế về tàu ngầm không thể thỏa mãn được. Xin thưa là giống như quý vị đang tìm cách làm một chiếc xe nhỏ nhưng mà chở cái số lượng hàng hóa tương đương như xe vận tải 18 bánh thưa quý vị. Chuyện không thể xảy ra, vừa chống ngầm, vừa chống tàu mặt nước, vừa chống và tấn công các cứ điểm như là hải cảng hay thành phố của đối phương, và vừa phải lặn sâu, vừa phải đi xa, nói chung là đủ thứ tối tăm nha thưa quý vị. Thì kiến trúc sư trưởng của tập đoàn Naval Group đã họp với các kỹ sư tài giỏi của nước Pháp, nhưng mà họ đau đầu không tìm ra được cách khắc chế và làm theo được đúng cái nguyện vọng của Úc thưa quý vị. Tại vì tàu càng nhỏ thì không thể chở đủ thứ hết, nói thẳng là như vậy. Thì dự định ban đầu nước Pháp sẽ chế cho nước Úc một cái tàu ngầm tưởng tượng, tức là tàu ngầm chưa có trên thực tế thưa quý vị, và chỉ vẽ trên bản vẽ, vẽ trên những tờ giấy lộn, và đặt tên là tàu Attack, có chiều dài là 96 mét. Nói chung thì nước Pháp đang tìm cách ăn gian khách hàng, thay vì nói thẳng là không thể làm được thì nước Pháp cứ cù cưa thưa quý vị, để mà làm cho khách hàng càng lúc càng bực mình. Thì với cái lớp tàu tưởng tượng mang tên Attack, tức là tấn công, nghe thì rất hùng hổ, dài 96 mét, nhưng mà trong đó thì chưa biết thiết kế như thế nào. Các kỹ sư của Pháp buộc phải loại cái lò phản ứng hạt nhân ra khỏi tàu ngầm thưa quý vị, và thay vào đó là động cơ diesel và bình ắc quy. Nhưng mà việc này thì tất cả những chuyên viên về tàu ngầm hay là những người có hiểu biết về tàu ngầm sẽ thấy ngay một cái yếu điểm là tất cả những tàu mà động cơ diesel điện chỉ có khả năng đi trên biển 30 tới 40 ngày mà thôi thưa quý vị, không thể đi giống như tàu ngầm hạt nhân mà có thể lên tới 6 tháng, 8 tháng khi mà rời khỏi căn cứ hải quân. Thì có thể nói rằng rõ ràng là không thỏa mãn điều kiện đầu tiên của bên phía Úc đưa là phải có một cái hải trình đi dài ngày trên biển, trên 6 tháng tới 8 tháng thì chỉ có tàu ngầm hạt nhân mới có khả năng thỏa mãn cái điều kiện đó thưa quý vị. Nhưng mà ở đây nước Pháp lúng túng ở chỗ là kỹ thuật tàu ngầm hạt nhân là bảo vật của quốc gia, không thể đền bán cho bất cứ ai, xin thưa quý vị là như vậy. Cho nên nước Pháp không thể bán cái lò nguyên tử đó cho nước Úc, mặc dù là một đồng minh trong khối NATO. Điều này khiến cho là cái tập đoàn Naval Group của Pháp lúng túng, không thể giải quyết được một cái bài toán gắn một cái động cơ, một hệ thống động cơ diesel ắc quy mà chạy lên tới hơn 6 tháng, thậm chí 8 tháng mà không cần nổi lên để lấy thêm nhiên liệu. Do đó là cứ ấp ở hội tề, lầy hoài, cuối cùng là phải thuyết phục nước Úc là chấp nhận bỏ cái điều kiện mà đi dài ngày và lặn sâu thưa quý vị. Tàu ngầm nguyên tử có khả năng lặn sâu tới 600 mét, thậm chí lên tới 900 mét, trong khi tàu ngầm của diesel và bình ắc quy chỉ lặn sâu tối đa khoảng 280 mét tới 300 mét. Nói chung là động cơ nó yếu hơn hẳn, nhỏ hơn hẳn, thì không thể mà lặn sâu và đi dài ngày được, vì nó cũng phải tiết kiệm nhiên liệu để nó có thể có một cái hành trình dài. Và điều quan trọng nữa là nếu mà
thiết kế một cái tàu quá lớn mà động cơ thì quá nhỏ thì thật sự nó không thể có năng lực tác chiến và chạy rất chậm, thưa quý vị. Và nếu mà chạy dưới 20 dặm một giờ thì không thể đi đánh nhau được. Hầu hết các tàu mà có thể tác chiến lên tới 27 dặm một giờ, thậm chí là lên tới 33 dặm một giờ để có thể chạy nhanh, tấn công lẹ làng, rút lui lẹ làng, thưa quý vị. Còn những cái tàu mà chạy quá chậm thì chỉ làm mồi cho lực lượng săn ngầm của đối phương và không thể chạy thoát khỏi vùng trận địa một cách nhanh chóng, rất là nguy hiểm cho cái thủy thủ đoàn. Do đó lại càng lúng túng là khi mà gắn theo thiết kế gắn lên cái động cơ diesel và bình ắc quy thì cái tàu quá khổ này theo dự tính của Pháp là đóng khoảng 4.000 tấn thì chắc chắn là nó chạy không nổi, thưa quý vị, không thể đạt được cái tốc độ hành trình lên tới 27 dặm một giờ mà nó sẽ chạy rề rề giống như là chạy chơi chứ không thể tác chiến được. Thì nước Pháp phải dối trá gạt nước Úc, thưa quý vị, nói rằng là gắn đi nó cũng ok, lặn sâu xuống thì chắc cũng không ai biết, nhưng mà không thể giải quyết được cái bài toán gọi là đi 6 tháng trở lên. Nước Úc bất mãn, thưa quý vị, và nước Pháp cứ thế mà lên giá, đội giá, nói rằng bây giờ mà thay đổi thiết kế thì phải tốn kém. Cứ thế mà tính tiền nước Úc cứ lần là 3 tỷ, 5 tỷ, khiến cho nước Úc bực mình, bất mãn. Thì về thiết kế hệ thống vũ khí bị đa nhiệm, muốn nhiều nhiệm vụ cùng lúc, thì nước Pháp nhận thấy rằng không thể thỏa mãn được, mới thiết kế cho tàu ngầm của Úc, xin thừa là thiết kế trên giấy rồi chưa có một chiếc tàu nào như thế, là với ống phóng là 334 ly ngư lôi. Thì nước Úc giãy đẩy, thưa quý vị, vì đây là một cái loại ngư lôi nhỏ, loại thông thường là 533 mm đường kính, thì đó là những ngư lôi thông thường. Và những tàu ngầm lớn thì ngư lôi có khả năng trên đường kính là 600 mm, thưa quý vị, nó có thể oanh tạc và tấn công từ rất xa, ở một cái tầm xa lên tới 40 km. Còn trong khi những cái ngư lôi mà 334 mm tầm tác chiến chỉ có 7-8 km mà thôi, thưa quý vị, tại vì nó nhỏ cho nên nó chạy một quãng đường xa không thể chạy được, và nó chỉ có tầm 7-8 km. Điều này khiến cho nước Úc không hài lòng, vì như thế thì hóa ra tàu ngầm của Úc cũng phải nằm trong cái vùng trận địa và dễ bị phản pháo phản kích. Nói chung là các máy bay săn ngầm sẵn sàng bay tới vùng nghi ngờ, dùng đủ loại bom chùm bắn từ trên máy bay xuống, thưa quý vị, đủ loại vũ khí để mà truy đuổi tàu ngầm, khiến cho tàu ngầm của Úc theo đánh giá là không thể thoát khỏi cái vùng mà 10 km, khiến cho rất là nguy hiểm. Đương nhiên là nước Úc không chịu và nước Pháp thì cũng không biết gánh như thế nào, thưa quý vị, tại vì chở những ngư lôi quá lớn 600 mm và chiều dài trên 12 m cho mỗi ngư lôi, đó là một cái vấn đề mà bất khả thi đối với một cái tàu ngầm nhỏ, thưa quý vị. Ngoài ra hệ thống phóng vũ khí thì nước Pháp cũng phải thiết kế nhỏ lại, chỉ phóng những tên lửa thuộc loại nhỏ, không thể mang tên lửa đầu đạn hạt nhân hay những tên lửa đạn đạo, thưa quý vị. Thì nước Úc lại càng giãy nảy lên là tại sao mà thiết kế kiểu gì mà kỳ cục thế, chúng tôi muốn con bò lại thiết kế là con ếch. Và nước Pháp lại càng phải thuyết phục nước Úc là không thể nào trong một cái chiếc tàu ngầm nhỏ mà gắn đủ thứ đồ chơi, thưa quý vị.
nào là xanh ngầm, nào là xanh tàu mặt nước, nào là tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương trên 2.000 km. Ở đây là phải dùng tên lửa hành trình hoặc là tên lửa đạn đạo thưa quý vị. Và những cái tàu đó thì như tôi có nói là phải trên 7.000 tấn lượng dạng nước thì mới đủ khả năng để mà chuyên chở đủ loại vũ khí, và khi đó thì cái sức tấn công của nó rất khủng khiếp và đối phương rất là e dè và e ngại những cái tàu ngầm tấn công của Hoa Kỳ, chẳng hạn như lớp Sea Wolf, lớp Angeles, lớp Virginia, vân vân, đều trên 7.000 tấn và mang những vũ khí tối tân như thế, trong khi cái tàu mà Úc bị Pháp dụ đua chỉ có 4.000 tấn mà thôi rồi quý vị, và không đủ khả năng chở đủ thứ lung tung như thế, khiến cho nước Úc lại bất mãn và nước Pháp lại càng phải thuyết phục và nâng giá lên, nói rằng nếu mà thiết kế như thế thì phải thay đổi thiết kế, và cứ thế mà vòi tiền nước Úc rồi quý vị. Cuối cùng thì có thể là cái vụ mà bán tàu ngầm này nó còn thê thảm hơn cái vụ tàu Cát Linh Hà Đông của Việt Nam thưa quý vị. Vì dù sao sau 10 năm tàu Cát Linh Hà Đông sẽ chính thức vận hành một cách trơn tru ngon lành thưa quý vị. Còn trong khi hợp đồng giữa nước Pháp và nước Úc sau 6 năm thì nước Úc trắng tay, không có một cái vỏ tàu nào, thậm chí một cái động cơ nào hay một cái bánh trưng vịt nữa thưa quý vị, mà phải bồi thường hợp đồng cho nước Pháp 2.400.000.000 đô la thưa quý vị. Xin thưa là như vậy. Và nước Pháp coi như tay không bắt giặc, chỉ vẽ vời trên các bản thiết kế vớ vẩn, và khiến cho sau 6 năm hợp đồng tan vỡ. Nói chung là nước Pháp cũng cầu giờ. Và sau khi đó thì chúng ta cũng có thể hiểu được nước Úc tâm trạng là sau 6 năm chẳng có cái gì cả thưa quý vị. Cứ vẽ tới vẽ lui, vẽ rồng vẽ rắn, lúc thì ống phóng như lôi kiểu này kiểu nọ, kiểu lọ kiểu chai, lúc to lúc nhỏ, rồi động cơ thì lúc thiết kế loại nhỏ thì đẩy tàu đi không nổi, thiết kế lớn thì tàu không thể chứa được thưa quý vị. Nói chung là cứ loay hoay lúng túng, rồi chưa kể là hệ thống tuần hoàn khí độc lập, thiết kế mà phòng quá nhỏ thì thủy thủ đoàn cũng ngộp thở mà chết, rồi lại phải gắn thêm hệ thống tuần hoàn khí độc lập để mà có thể lặn sâu thì lại chiếm chỗ trong tàu ngầm, thì lại càng coi như là giảm cái số thủy thủ xuống, mà càng giảm cái số thủy thủ xuống thì rất nguy hiểm vì không đủ người vận hành cho chiếc tàu ngầm thưa quý vị, gồm có những sĩ quan, những thủy thủ, và phải điều khiển giống như là phải đủ người thì mới chạy tàu được, mà cái lượng mà phòng nhỏ, phòng ngủ nhỏ, phòng ăn nhỏ, tất cả đều nhỏ hết, thì chắc chắn là giống như là một cái quan tài chết đang chờ cho các thủy thủ, cho nên là cũng chẳng có gì tiện nghi, xin thưa là như vậy, khiến cho cái đời sống mà trong những cái chiếc tàu ngầm đó nó quá chật chội, khiến cho con người nó bị khủng hoảng tinh thần, mà khi khủng hoảng tinh thần thì phải trồi lên để đi bệnh viện thưa quý vị, xin thưa là như vậy. Ở đây chúng tôi nói rất rõ để quý vị nhiều khi không hiểu được các sĩ quan sống trong tàu ngầm, mà nếu mà họ nổi loạn lên, họ có thể họ đốt tàu ngầm, họ có thể họ tự sát, họ có thể họ xách súng, họ bắn giết đồng coi như đồng đội thưa quý vị. Nói chung là rất khủng hoảng, có những vụ nổi loạn như thế nhưng mà được giấu kín, không thể nào mà sống trong một cái không gian nhỏ hẹp chật hẹp mà một thời gian quá lâu như thế thưa quý vị. Có thể nói quý vị không thể tưởng tượng được giống như nhốt trong nhà hơn 6 tháng mà không thấy bất kỳ người thân nào của mình, suốt ngày cứ ăn không, rồi đi làm lái tàu ngầm, rồi lại đi ngủ, rồi chẳng có gì vui chơi giải trí cả thưa quý vị. Rất là khó khăn. Cho nên nước Pháp cứ lầy hoài lúng túng ở cái nhiệm vụ bất khả thi thưa quý vị. Thực chất thì nước Úc
mong muốn những cái loại tàu ngầm nguyên tử, nhưng mà vì không có nắm được bí mật công nghệ cũng không rõ, cho nên tuy là đòi hỏi nhưng mà cũng không nắm rõ được mình đòi hỏi cái gì, thưa quý vị. Chỉ biết đại khái là một cái tàu thuộc loại tàu ngầm, thuộc loại khủng, để mà có thể chở đủ thứ đồ chơi, rồi có thể là đi hành trình trên 6 tháng, rồi lặn sâu trên 600 mét. Nói chung đòi hỏi đó thì chỉ có tàu ngầm hạt nhân. Và ở đây nước Úc cũng khá bí mật, thưa quý vị, cũng không ngờ, thưa quý vị. Vì nước Úc nghĩ rằng là trên thế giới này thì không thể mua được công nghệ tàu ngầm hạt nhân. Đó là bảo vật của mỗi quốc gia, và hiện nay chỉ có 7 quốc gia trên thế giới là có bảo vật dưới lòng đại dương. Đó là những chiếc tàu ngầm mang lò nguyên tử hay lò phản ứng hạt nhân, thưa quý vị. Thì câu chuyện nó bắt đầu là nước Úc tức giận nước Pháp, cho nên mới mướn một nhân vật để lập ra một cái ủy ban điều tra độc lập, giám sát độc lập và tư vấn độc lập, thưa quý vị. Và người này thì rất nổi tiếng, và cá nhân tôi thì cũng đã từng gặp vị Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ là ông Donald Winter, thưa quý vị. Thì ông cựu bộ trưởng này là được mướn để làm tư vấn độc lập, giám sát độc lập, và coi như là cho ra những ý kiến độc lập. Thì xin kể sơ là vào cái lúc mà khoa học gia Dương Nguyệt Ánh được nước Mỹ trao tặng cho cái giải thưởng tổng thống, là một giải thưởng lớn nhất cho cái hệ thống công quyền của nước Mỹ đối với những người mà đã cống hiến cho nước Mỹ, thưa quý vị. Thì bà Dương Nguyệt Ánh là một khoa học gia thuộc Hải quân Hoa Kỳ và đã có đóng góp trên 18 loại vũ khí khác nhau của đất nước Hoa Kỳ. Và lúc đó thì bà Dương Nguyệt Ánh được trao tặng giải thưởng tổng thống và có một cái lễ lớn và một cái buổi tiếp tân rất lớn của Bộ Hải quân Hoa Kỳ. Thì trong đó là Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ là Donald Winter là người đã trao cái giải đó. Và cá nhân tôi thì cũng có mặt trong buổi tiếp tân, buổi đại tiệc đó của nước Mỹ, và đã ghi lại hình ảnh của cái buổi trao giải đó, thưa quý vị. Và cũng đã gặp gỡ với các vị tướng của Hoa Kỳ từ 1 sao tới 4 sao, các vị tướng hải quân và Bộ trưởng Bộ Hải quân lúc bây giờ là ông Donald Winter. Thì đó là câu chuyện năm xưa, thưa quý vị. Thì nước Úc chịu không nổi với những cái trò ma giáo của nước Pháp, cù cưa, rồi nâng giá, rồi nói tới nói lui, lằng nhằng qua lằng nhằng lại, chỉ là những cái bản vẽ, thưa quý vị. Và muốn vào những bản vẽ mới thì nước Úc phải nộp tiền cho nước Pháp, nói chung là từ 31 tỷ đô la lên 36 tỷ đô la, rồi lên 50 tỷ đô la, rồi cuối cùng lên 66 tỷ đô la, thưa quý vị. Nhưng mà nước Úc với cái sự tư vấn của ông cựu Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, là ông ấy nói sau khi phân tích thì nói rằng nước Úc nên có một cái kế hoạch dự phòng khác, không nên tin cậy vào nước Pháp nữa, thưa quý vị. Và từ đó, sau khi mà đọc được cái bản gọi là tư vấn độc lập, thì nước Úc thay đổi thái độ, thưa quý vị, và quay xe, xin thưa quý vị là như vậy, và không còn mặn mà với nước Pháp. Sau khi những cái thông báo cho bên phía Pháp là nước Úc đã chọn đối tác mới, và đối tác đó không xa lạ, đó chính là nước Mỹ và nước Anh, thưa quý vị. Thì nước Úc có thể nói rằng được một cái kèo, không biết trong tương lai có thơm hay không, nhưng mà hủy kèo với nước Pháp là một điều tốt lành, thưa quý vị, vì không muốn bị gọi là vặt lông vịt, tha hồ muốn hành hạ khách hàng như thế nào mà cứ moi tiền miết, thưa quý vị. 6 năm
chẳng có một cái gì cả. Thì đó là cái câu chuyện về cái thương vụ tàu ngầm mà nước Pháp, một cái cường quốc lèn èn, lao liêu dối trá, cứ gọi là nâng giá vô tội vạ rồi quý vị. Thì cuối cùng đương nhiên khách hàng là thượng đế, nước Úc có quyền lựa chọn đối tác mới, mua đồ mới và hài lòng mới thưa quý vị. Thì đó là câu chuyện mà chúng tôi muốn truyền tải hôm nay về cái buổi gặp gỡ đặc biệt của ông Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp, và mọi việc đã được gác lại phía sau. Nước Mỹ với cái tam đầu chế bộ ba AUKUS, Anh, Úc, Mỹ với cái hợp đồng mới là bán 8 chiếc tàu ngầm nguyên tử, kể cả chuyển giao công nghệ lò phản ứng hạt nhân cho nước Úc. Đây là một cái kèo mà có thể nói nước Úc rất hãnh diện và vui mừng gia nhập vào nước mà có sở hữu những chiếc tàu ngầm hạt nhân thưa quý vị. Điều này khiến cho các nước Đông Nam Á, châu Á, kể cả Trung Quốc bắt đầu cảm thấy lo ngại là với những chiếc tàu ngầm hạt nhân như thế thì nước Úc sẽ gắn vũ khí gì lên trên đó. Đó là một cái bí mật thưa quý vị. Bí mật về quân sự thì chắc chắn chúng ta chưa biết được và cũng không thể biết được, hoặc là cũng khó có thể biết được là nước Úc gắn vũ khí gì thưa quý vị. Đầu đạn, có đầu đạn hạt nhân hay đầu đạn thương hay tên lửa hành trình hay là tên lửa đạn đạo, thì đó là những cái bí mật quốc gia của nước Úc, nước Anh và nước Mỹ. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Văn Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.